mọi người trên thế giới đều biết, Hạ Nghiên Nghiên là một mỹ nhân ngư, là quốc bảo của quốc gia A, mà không biết trên thế giới này còn một mỹ như nhân khác. Cô là Dạ Tinh Quang, vì áp chế đuôi cá quá lâu, chân của Dạ Tinh Quang đều nổi mẩn đỏ, cô cần một nơi nhiều nước để vùng vẫy bơi lội. Ở đảo trung tâm này có một bể bơi mỹ nhân ngư, theo như lời đồn là Dạ Quân Kình xây cho Hạ Nghiên Nghiên, quản gia cũng đã dặn dò Dạ Tinh Quang không được tự ý đến đó. Sau nửa đêm, khi toàn bộ biệt thự trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Lúc này Dạ Tinh Quang thật sự không chịu nổi sự ngứa ngáy ở hai chân, nên len lén vào đi tới hồ bơi nhân ngư. Sau khi bơi vài vòng, vết mẩn đỏ cuối cùng cũng thuyên giảm. Dạ Tinh Quang thoải mái nằm trong hồ bơi, ngửa đầu nhìn trần hồ bơi. Hồ bơi này thật sự được xây dựng rất cẩn thận. Bên ngoài có một nàng tiên cá rất xinh đẹp, bên trong lại tràn ngập sự lãng mạn. Hồ bơi trên lầu 2 lớn gấp 5 lần hồ bơi thông thường, bơi khá thoải mái. Điều tuyệt đẹp nhất chính là trên trần bể bơi. Cũng không biết là sử dụng kỹ thuật khoa học gì, mà trên trần nhà có rất nhiều ngôi sao đang lóe sáng. Khó trách người giúp việc nói Dạ Quân Kình thích nữ thần quốc bảo Hạ Nghiên Nghiên. Ngay cả xây bể bơi cho cô ta cũng tốn tâm tư như vậy, ánh mắt của cậu nam nhân cũng quá kém đi. Đường Châu, con gái nuôi của Dạ gia, đi chơi đến nửa đêm mới về nhà, muốn đi bơi một chút. Dù sao bể bơi do Kình ca xây cũng chả có ai. Khi Dạ Tinh Quang nghe thấy tiếng bước chân, dưới tình thế cấp bách, cô căn bản không kịp suy nghĩ, cô đâm đầu vào trong nước. Dưới bầu trời đầy sao, đuôi cá xinh đẹp của cô dường như đã hấp thụ tinh hoa của muôn ngàn màu sắc, tỏa ra ánh sáng như ngọc trai, tạo thành một hình cong xinh đẹp trong không trung. Cả người Đường Châu đều sợ ngây người. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với Kỳ Kỳ Thư. Đường Châu chỉ ngẩn ra một giây, sau đó lập tức kích động nhảy dựng lên. Đại huynh đệ, tôi vừa thấy một nàng tiên. Cậu thấy Hạ Nghiên Nghiên sao? Không phải. Đó là một mỹ nhân ngư còn đẹp hơn cả Hạ Nghiên Nghiên. Mẹ nó, đại huynh đệ, rốt cuộc tôi cũng biết yêu rồi. Tỉnh lại đi, cậu là con gái. Lúc này sau lưng lại truyền đến một giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Hơn nửa đêm cậu ở đây làm gì? Đường Chu dừng bước, quay đầu lại nhìn lại, Kình ca. Dạ Quân Kình mặc một bộ đồ ngủ, nhàn nhã bước tới. Kình ca, em mới uống tí rượu, sẵn qua đây đi bộ một chút. Dạ Quân Kình bảo cô ấy về ngủ đi, nhưng mà Đường Châu kích động nói, Kình ca, bên trong có một mỹ nhân ngư, còn đẹp hơn cả Hạ Nghiên Nghiên. Uống nhiều rượu rồi. Tuyệt đối không có. Tửu lượng của em thế nào, anh còn không biết sao? Anh mau tới đây, chúng ta cùng nhau đi vào xem một chút, cam đoan sẽ không làm anh thất vọng. Dạ Quân Kình nhàn nhã tản bộ, sau khi đi vào hồ bơi thì đảo mắt nhìn qua bốn phía, làm gì có mỹ nhân ngư nào? Không đúng, vừa rồi rõ ràng còn thấy ở trong bể bơi. Nhưng nước trong vắt, xanh biếc, nếu như trong nước thật sự có mỹ nhân ngư, vậy nhất định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Đường Châu túm tóc, không có khả năng. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác sao? Kình ca, em thật sự nhìn thấy. Em tuyệt đối không có nhìn lầm. Có lẽ là đã trốn đi rồi, để em tìm. Giọng nói của Dạ Quân Kình càng thêm lạnh lùng. Sau này còn dám lêu lổng đến nửa đêm mới về nhà, tôi thấy nhất định sẽ đánh gãy chân cậu. Thật ra trong lòng Dạ Quân Kình rất rõ, Đường Châu không có nhìn nhầm, sau cánh cửa kia là cô gái mà cuộc đời này anh không muốn dính líu một lần nào nữa. Sau khi hai người rời đi, Dạ Tinh Quang mới đi ra từ một góc khuất. Giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, cô thở ra một hơi thật lớn. Đêm khuya, sau khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, Dạ Tinh Quang mới lén lút lẻn ra khỏi hồ bơi nhân ngư, trở lại biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Dạ Tinh Quang đang ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm. Cô vẫn mơ màng trên giường, đi ra ngoài mở cửa cho người kia. Cánh cửa vừa mở ra, cô giật mình hoảng hốt khi người trước mặt là Dạ Quân Kình. Anh bận một bộ đồ ngủ, khoe cơ bụng tám múi. Mới sáng sớm mà đã kích thích như vậy sao? Anh ta không nói gì đi thẳng vào trong phòng. Tự nhiên như không có cô, cởi áo thay trang phục. Dạ Tinh Quang hét lớn, anh đang làm cái gì vậy? Chạy đến phòng con gái người ta cởi quần áo, có bệnh hả? Lúc này Dạ Tinh Quang mới ngước mắt lên nhìn. Trần nhà của phòng ngủ này quả thực giống như trần nhà của hồ bơi nhân ngư. Chỉ là Dạ Tinh Quang không dành thưởng thức, đầu cô lúc này đã ầm ầm nổ tung. Dạ Quân Kình ở sau mới nói, phòng của tôi, cô nhìn đủ chưa? Đây là phòng Dạ Quân Kình. Xong rồi, ngủ nhầm phòng rồi. Dạ Quân Kình sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Dạ Tinh Quang về phòng mình vùi mặt trong gối, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng trên gối cô có mùi hương lạ. Một hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu, khiến bản thân cô cũng phải đỏ mặt. Tự bản thân mình la lớn, Dạ Tinh Quang, mi nhớ đến anh ta làm cái gì? Cô vì muốn tránh mặt Dạ Quân Kình, trốn ở phòng đến 10 giờ sáng, đói chết đi được mới xuống lầu ăn điểm tâm. Vừa đi tới phòng khách, chợt nghe được giọng nói phấn khởi của một thanh niên. Kình ca, tối hôm qua có một nàng tiên cá bơi trong hồ bơi.
Sáng nay em đặc biệt vào hồ bơi tỉ mỉ kiểm tra một lượt, sau đó em đã phát hiện ra cái vảy cá này. Tim Dạ Tinh Quang đập loạn, vảy cá. Tối hôm qua cô vội vàng bò ra khỏi bể bơi, chẳng lẽ khi đó đã có một vảy cá bị rơi xuống. Chết tiệt, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Vậy mà để lại chứng cớ. Dạ Tinh Quang vừa vào phòng ăn tươi cười vui vẻ chào mọi người, nhưng lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều coi cô là không khí, cảnh tượng kia tương đối xấu hổ. Nếu cô biết Dạ Quân Kình còn chưa ra khỏi cửa thì cô tuyệt đối sẽ không xuống lầu. Đường Châu ghé sát tai Kỷ Kỷ Thư nói, đây chính là quan phối của Kình ca à. Nhìn cũng được nhưng cũng không xứng với anh Kình. Kỷ Kỷ Thư là con trai nuôi của Dạ gia kéo ghế bên cạnh Dạ Quân Kình ra, Tiểu Tinh Quang, mau đến đây ngồi đi. Người của cục dân chính sẽ lập tức đến đây kiểm tra. Tiểu Tinh Quang, cô phải biểu hiện thật tốt, không thể kéo chân Kình ca đâu đấy. Dạ Tinh Quang biết kẻ thù chính trị của Dạ Thời Đình lại liên tiếp lấy chuyện này ra nói, mà anh cũng là ứng cử viên tổng thống cô ủng hộ, cô phải để cho cục dân chính biết cô ở nhà Dạ Quân Kình sống rất tốt. Nhưng mà Dạ Quân Kình từng nói muốn cô tránh xa anh, càng xa càng tốt, giờ nên làm gì mới phải. Quả nhiên, cô vừa ngồi xuống, còn chưa ăn được mấy miếng thì quản gia đã mời nhân viên của cục dân chính vào phòng ăn. Dạ Tinh Quang nở nụ cười thân thiện, trái ngược với cô, người kia vô cùng băng lãnh, giống như một tác phẩm điêu khắc lạnh như băng, làm cho người đối diện phải sợ. Người của cục dân chính hôm nay đến đây là để kiểm tra tình hình sống chung của hai người bọn họ. Tuy là đến đây đã được nửa tháng, nhưng số lần Dạ Tinh Quang gặp Kình gia chỉ có 3 lần, nhưng mà cô phải nghĩ cách diễn xuất để che mắt người của cục dân chính. Đầu tiên chính là diễn cảnh ngọt ngào. Cô quay sang Dạ Quân Kình vẻ mặt tình cảm. Anh yêu, mở miệng ra nào. Thấy hắn lạnh băng không có phản ứng, Dạ Tinh Quang lại nói lại, anh mở miệng a. Giờ thì cô trưng đôi mắt cầu xin anh ta, chỉ mong anh ta hợp tác một tí. Kết quả lại không ngờ Dạ Quân Kình lại chủ động nắm tay cô, đưa miếng bánh vào trong miệng. Nhân viên cục dân chính thấy tình cảm hai người thật không tồi, lại tiếp tục hỏi về vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Cô Dạ, cô đã sống ở đây được vài ngày, xin hỏi, cô có quen với cuộc sống ở đây không? Dạ Tinh Quang lại tiếp tục diễn, có. Ở đây có đồ ăn ngon, nơi ở tốt, đi lại cũng có xe đưa đón. Hơn nữa Dạ Quân Kình cũng đối với tôi rất chu đáo. Nhưng mà tên đầu gỗ Dạ Quân Kình bên cạnh một chút phản ứng cũng không có. Đại ca, anh phản ứng dùm tôi chút đi. Nhân viên gật đầu, lại hỏi, Dạ tiểu thư, xin hỏi gần đây cô và Dạ tiên sinh có góp phần gia tăng dân số không? Cái gì? Dạ Tinh Quang thiếu chút nữa xấu hổ đến mức không biết cắm mặt vào đâu. Câu hỏi của nhân viên cục dân chính, thật sự kín đáo đến mức người ta vừa nghe đã hiểu. Nhân viên có lẽ cũng nghĩ đến sự ngượng ngùng của cô, vì vậy lập tức uyển chuyển hỏi một câu, Dạ tiểu thư, tối qua cô ngủ ở đâu? Dạ Tinh Quang kiên trì nói, phòng ngủ của Dạ Quân Kình. Nhân viên cục dân chính dường như không quá tin tưởng, xin hỏi Dạ tiểu thư, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh hai người đang cố gắng góp phần tăng dân số không? Rõ ràng áp suất khí trong phòng ăn đã thấp đến mức mây đen tràn ngập, nhưng nhân viên của cục dân chính vẫn không sợ chết mà tiếp tục truy vấn. Chúng ta chỉ hỏi hai vị theo thói quen mà thôi, chứ không phải cố ý rình mò sự riêng tư của hai vị. Kính mong hai vị tận lực cho chúng tôi một vài chứng cớ để sau khi chúng tôi trở về, cũng có thể dễ dàng giao nộp. Rốt cuộc tốc độ giả hóa dân số của quốc gia đã nghiêm trọng, đến mức độ nào mà lại để nhân viên cục dân chính làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, chứ? Dạ Tinh Quang âm thầm đỡ chán. Khóe mắt liếc nhìn người đàn ông có khí chất mạnh mẽ đang ngồi bên cạnh mình, muốn cầu xin hắn, phải làm sao bây giờ? Cô có thể cung cấp bằng chứng gì chứ? Không cung cấp bằng chứng có tính là kéo chân hắn không? Đáng tiếc, người đàn ông không bị hỏi đấy lại bày ra bộ dạng không liên quan đến mình. Lúc này hắn chỉ an tĩnh, ưu nhã, kiêu ngạo trông chờ xem câu trả lời của cô. Anh đang nhìn cái gì vậy? Thấy chết không cứu còn không cho phép cô tự mình nghĩ cách. Dạ Tinh Quang cởi giày, nhấc chân lên, chỉ vào vết đỏ trên gót chân nói, không phải chỉ là bằng chứng thôi sao? Vết hôn trên gót chân có tính không?